chào quý khách. Hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2019. Đồng hồ Thành Luân là rất vinh dự được đón tiếp bác Cường, gia đình nhà bác Cường đến từ thành phố Phủ Lý, Hà Lan. Bác về ký nhận bộ sản phẩm bằng gỗ đá mà bộ bàn ghế toàn thủy hoàng cột 12 thì gồm 6 món hàng VIP, vách tựa là toàn bộ là đục chạm thủ công bằng tay, tinh vòng như tranh như quý, rất đẹp. Ở trên màn hình là thế để bác nó chịu khó cháu một chút. Bác Cường đang ký nhận bộ sản phẩm trên toàn thủy hoàng đấy, bác nhìn gầm với cháu, nhìn luôn cả gầm luôn, nó có đẹp hay không? Ký gầm bên trên này cho đánh lên thì không cần ký. Vâng, nói chung là ký vào bọn em không thay được đâu. Thế tưởng nhá, mày đi thay cái chân. Đúng rồi. Đây, cái vách ghế này toàn bộ là đục thủ công, bằng vách của Thành Luân làm to hơn cái hàng thông thường rất nhiều. Và bác ấy cũng tham khảo rất nhiều các đơn vị cơ sở để hiện được chân cuối cùng của gỗ Thành Luân. Đây là bộ bàn ghế toàn thủy hoàng cột 12 gồm 6 món hương đá và phim. Bác trèo lên ghế này để cháu có đẩy được lùi và sát được. Vách tựa này rất to, vách tựa này chúng tôi làm rất lớn, găng tay để không hết được. Rồi, mở ra được rồi. Đóng vào cái cột kìa, hiện đây, cột kia kìa, cột giữa kìa. Đấy. Vậy đấy bác, chứ có sẽ xem sơ qua một chút sơ bộ về cái bộ bàn ghế này, vách đục tay, và vách chúng tôi là vách liền rất to, vách rất to luôn. Và phía ngoài kia bác và anh tại gia đình bác Cường đến từ thành phố Phủ Lý về với Thành Luân để nhận được sản phẩm trên. Rồi ok, bây giờ bác ra ký cái bàn, cái đôn nó vứt bên kia để hôm sau lên ký. Và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 1389 hoặc 0972 770 888 để được Thành Luân tư vấn và giới thiệu sản phẩm. Ở trên mình quý vị đang thấy đại gia đình bác và anh, hai bác, bác trai và con gái và anh con trai bác từ thành phố Phủ Lý về thủ gỗ Thành Luân. Hôm nay ngày chủ nhật 6 tháng 10, Thành Luân đón tiếp rất nhiều các đoàn khách về với Thành Luân để mua bán các sản phẩm. Và thay mặt thủ gỗ Thành Luân, cháu xin kính chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và xin chân thành cảm ơn bác và anh đã tin tưởng dùng hàng của thủ gỗ Thành Luân. Cháu xin được tạm dừng video clip đây. Xin chào, hẹn gặp lại.